sáng không cần cát. Biết mày xem cái gì? Xây lên người ta xây lên lương ơi, chủ nhà nó cao, giá cao. Bây giờ chị giá cao lắm, chỉ có một ngày chỉ có mấy chục viên gạch thôi. Xây xong là em lấy thì dễ. Dễ phép là hoàng, hoặc cần lấy nước vụt qua một đợt phép đi phép lại, bóng nhảy. Bây giờ chị giá cao thế. Xây ông nào thợ giỏi được 90 đến 100 viên đổ lại không được xây hơn, thằng nào xây nhanh quá đuổi về. Phụ á, phụ ngồi bắt đầu cho vào khi nước à, với bàn chải gãy hết không còn cái bụi à. Vào mang đi phơi. Đấy, mang gạch đi phơi. Cho đi phụ lấy bát áo lau gạch cho thợ. Trưởng đi. Vâng. Bây giờ chị có mấy chục vườn gì ơi, vì một mét vuông đòi bọn em xây này không cần chắc. Ngày chắc bọn em hội này tôi chắc chắn là vừa cái đất nhà không có. Thank you.